Tôi nghĩ là các trường chắc người ta cũng tính rồi. Là như vậy là những cái ngành nghề cơ bản nhất mà nó tức là đáp ứng, tức là cái nhu cầu lao động lâu dài, tức là rồi người ta vẫn cũng phải sử dụng những cái lao động là chính, thì người ta vẫn gọi là đặt vấn đề là người ta đào tạo tập trung những ngành nghề đó. Còn thứ hai là những cái nghề mà xuất khẩu lao động được thì người ta tập trung vào đó. Thế còn lại thì mình cũng đặt ra một cái cơ chế làm sao mà cho họ có cái sự linh hoạt nhất định. Chẳng hạn khi mà có một cái làn sóng đầu tư người ta ồ ạt, người ta đầu tư vào một lĩnh vực thì mình cũng phải tức là có cách để xoay, để tức là giải quyết được cái nhu cầu lao động. Một phần là mình đào tạo, còn một phần doanh nghiệp họ cũng tức là tự lo. Nhưng mà bây giờ làm sao mà nối được cái này với nhau như lúc anh Toàn nói thì nó đỡ lãng phí, và ta cũng khai thác được nguồn lực của người ta. Thì tiền cũng là tiền thôi, ta lần nào ta bỏ ra để đào tạo. Nhưng mà nếu mà nó tức là tiết kiệm được những chỗ này thì ta có thể tập trung được thêm vào những cái mục khác.